hội Yến Diêu Trì Cung và Tết Trung Thu. Trong dịp rằm tháng 8 vừa qua, phóng viên Việt Today đã có mặt tại điện thờ Phật Mẫu San Jose ở số 1489 Sawai Road, thành phố San Jose để tham dự lễ hội Yến Diêu Trì Cung và Tết Trung Thu với sự tham dự của đông đảo quý đạo hữu, gia đình và bà con đồng hương. Được biết, đây là ngày lễ hội lớn nhất trong năm của tín đồ Cao Đài, nên hàng năm tại điện thờ Phật Mẫu đều tổ chức ngày lễ hội thật long trọng và trang nghiêm. Cô Phạm Thị Mỹ Lệ, quyền quản tộc điện thờ Phật Mẫu San Jose đã cho biết thêm. Lễ kỷ niệm ngày hôm nay là ngày mà Đức Chí Tôn của đạo Cao Đài ra lệnh cho Đức Phật Mẫu để xuống mặt thế này để cứu giúp tất cả chúng sanh, để phù hộ cho chúng ta, dẫn chúng ta trên con đường đạo đức. Hàng năm như vậy đó, tất cả các huynh tỷ đệ muội ở chung quanh San Jose đều tụ về đây, ngay cả ở Thánh thất Sacramento cũng trở về đây để mà cúng, để mà cầu nguyện Đức Phật Mẫu. Đây là một cái ngày trọng đại nhất nhì trong cái đạo Cao Đài. Vì vậy đó mà mọi người đều tụ về từ ngày 14 tháng 8 và chuẩn bị để mà làm thiết lễ để mà cúng Đức Phật Mẫu ngày hôm nay vào lúc 6 giờ chiều. Thưa, cảm tưởng của muội thì không có cái gì gọi là xao xuyến, không có cái gì mà hân hoan hơn. Đây là một cái danh dự để mà được đứng tới đây và đại diện cho tất cả quý vị ở trong đạo nói chung, đạo Cao Đài và điện thờ Phật Mẫu San Jose nói riêng. Thì muội rất là hoan hỷ và rất là hân hạnh để mà có mặt để chuẩn bị tất cả bông trái và thiết lễ để cúng Đức Phật Mẫu ngày hôm nay. Chương trình được bắt đầu vào lúc 3 giờ 30 phút chiều thứ Sáu, ngày 13 tháng 9, tức ngày rằm tháng 8 âm lịch. Các đạo hữu Cao Đài thành tâm hành lễ nơi chánh điện với các nghi thức thật trang trọng như rước cổ bông Đức Phật Mẫu và ngũ vị tiên ngư. Phóng viên Việt Today cũng có dịp trò chuyện với các đạo hữu. Bữa nay là cái ngày là cúng hội Yến Diêu Trì Cung, là tất cả từ ở Trung ương cho đến toàn quốc. Ngày này lấy ngày rằm tháng 8 là ngày của Đức Diêu Trì Gương Mẫu để mà hội Yến Diêu Trì Cung tất cả cựu vị nữ Phật để mà cho thấy rằng cái nền đạo Đại Đạo Tông Kỳ Vô Độ Tòa Thánh Tây Ninh thì luôn luôn lúc nào cũng phát triển từ trong nước đến hải ngoại. Thì ở đây mặc dù là đơn sơ nhưng mà lúc nào cũng tưởng niệm đến Đức Diêu Trì và cũng như cựu vị nữ Phật. Thì hôm nay là ngày rằm tháng 8, cũng là ngày Tết Trung Thu và cũng là ngày lễ hội Yến Diêu Trì Cung. Đó là một trong những cái lễ lớn của đạo Cao Đài. Thì tụi em đã chuẩn bị bông hoa trái để cúng Phật Mẫu và cựu vị nữ Phật. Từ ngày hôm qua là ngày 14 thì mọi người, các cô, chú, bác, anh chị em tụ tập về đây để giúp đỡ và bày biện hoa trái, rồi người nào thì gói bánh, làm đồ ăn, nấu đồ ăn để cho ngày hôm nay, để thết đãi khách và quý vị về đây tụ tập để cúng. Thì 6 giờ chiều hôm nay thì là ngày lễ bắt đầu. Thì có hai phần. Phần đầu là mình cúng tứ thời, mình dâng lễ cho Phật Mẫu. Rồi thì cái lễ thứ nhì là mình làm lễ để cúng cho cựu vị nữ Phật. Thì tất cả những người tín đồ đạo Cao Đài và các đạo tâm và các vị rất là hoan hỷ để trở về đây để cúng Phật Mẫu là bà mẹ thiêng liêng. Xin cảm ơn. Sau phần lễ là phần hội thật rộn ràng với phần tặng lồng đèn và bánh trung thu cho các em nhỏ. Quan khách cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon do nhà bếp của điện thờ Phật Mẫu khoản đãi. Lễ hội Yến Diêu Trì Cung và Tết Trung Thu kết thúc tốt đẹp vào tối cùng ngày.